Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta sẽ vào cái video cuối cùng để chúng ta làm cái bài tập về lượt nghe các bạn nha. Và cái video cuối cùng chúng ta là chúng ta sẽ bắt đầu từ bài tập số 2, và sau khi chúng ta lượt nghe luôn là chúng ta sẽ làm gì. Trong bài tập số 2 này á, là người ta đề nghị mình sau khi mình nghe rồi á, mình sẽ trả lời các câu hỏi tiếp theo. Và mình sẽ để cho các bạn nghe lại một lần nữa. Nếu các bạn chưa xem cái video thứ nhất á, thì các bạn theo dõi video này là các bạn sẽ tiếp tục được lượt nghe. Còn nếu các bạn muốn hiểu kỹ hơn nữa thì các bạn xem lại cái video thứ nhất ở cái bài tập số 1 trong cái danh sách phát của mình, trong kênh của mình có hết cho các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn xem, mình sẽ lướt qua các câu hỏi này, người ta hỏi cái gì kìa các bạn nha. Rồi sau đó mình sẽ tập trung mình nghe, mình trả lời. Câu hỏi thứ nhất này: khi nào bạn Nga sẽ phải nộp cái bài luận cho giáo viên của bạn ấy? Được chưa? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là: quốc gia nào là có số lượng lớn nhất những người nói tiếng Anh? Câu số 3 này: bao nhiêu người nói tiếng Anh ở khu vực ASEAN này, khu vực Đông Nam Á này? Câu số 4 là: quốc gia nào ở trong khu vực đó, ở quốc gia nào trong khu vực này thì tiếng Anh được nói hầu như tất cả? Đó, quốc gia nào được nói nhiều ở trong nước Nga, nước đó? Và cuối cùng là: bao nhiêu tôn giáo chính tồn tại ở các quốc gia Đông Nam Á và chúng là tôn giáo nào? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ lần lượt trả lời 5 câu hỏi này sau khi chúng ta nghe, và mình sẽ hướng dẫn lại các bạn thêm nha. Mình sẽ nói rất là nhanh thôi chứ mình sẽ không mất thời gian của các bạn, bởi vì các bạn đã có cái bài tập số 1 rồi. Bài tập số 1 là nghe rất kỹ và giảng giải rất kỹ rồi các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nghe. Bắt đầu nghe và mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. When you don't need a light, switch it off. Xin lỗi các bạn, mình vừa mở lộn cái đoạn kia. Bây giờ mình mở lại cho các bạn. Xin lỗi rất là nhiều các bạn nhé. B or C to complete each of the following sentences. What are you doing? It's so late. Why don't you go to bed? I'm trying to finish my essay about the culture and religions of the ASEAN countries. I'll have to submit it to my teacher tomorrow. May I ask you something, Dad? Yes, what's that? Do you know how many people in Southeast Asia speak English? I'm not sure, but the ASEAN region has the third largest number of English speakers, just after the US and UK. Really? Exactly how many people speak English? Around 50 million, I think, mostly in the Philippines. Do you know anything about religions? The ASEAN countries include three main religions. They are Islam, Buddhism, and Catholicism. What is Islam? A religion based on a belief in one God and the teaching of Muhammad. It's the religion of the Muslims. Can you tell me something more about the Muslims? It's an interesting question. The ASEAN countries have more Muslims than any other geopolitical entity. But how many Muslims, Dad? Oh, let me try to remember. About a quarter of a billion, mostly in Indonesia and Malaysia. And what about the other religions? Other main religions of the various countries in the region include large numbers of Buddhists and Catholics in the Philippines. What is the main religion in Vietnam? It's Buddhism. Many people go to pagodas. Well, and now I think I've got all the information I need for my essay. Thank you very much, Dad. Oh, that's all right. Finish your writing and go to bed. I'm afraid you'll get up late tomorrow morning. Rồi, như vậy là các bạn vừa được luyện nghe. Bây giờ mình sẽ giảng giải rất là nhanh cái chỗ này. Các bạn hiểu cái đoạn nói này trong cái bài video thứ nhất thì mình đã nói rồi. Bây giờ mình nói lại thôi. Mình cố gắng nói nhanh cho các bạn rồi mình sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi các bạn nha. Đầu tiên là ông Hùng hỏi là: con đang làm gì vậy Nga? Trời tối muộn rồi, tại sao con không đi ngủ đi? Bà Nga trả lời là: con đang cố gắng hoàn thành các bài luận của con về văn hóa và tôn giáo ở các quốc gia Đông Nam Á, và con sẽ phải nộp bài cho thầy giáo của con vào ngày mai. Con có thể hỏi bố một vài thứ được không? Vâng, con có thể hỏi. Cái gì vậy con? Bố có thể nói cho con biết là bao nhiêu người ở các quốc gia Đông Nam Á này nói tiếng Anh được không? Ông Hùng trả lời là: bố không chắc lắm, nhưng ở các khu vực Đông Nam Á này có một lượng lớn đứng thứ ba thế giới của những người nói tiếng Anh này, chỉ sau Mỹ và Nga thôi và Anh thôi. Thế bà Nga hỏi là: thực sao? Thế chính xác là bao nhiêu người nói tiếng Anh vậy bố? Ông Hùng trả lời: khoảng 50 triệu người đó con. Có bố nghĩ là hầu hết là chủ yếu là người Philippines nói rất là nhiều. Thế bà Nga hỏi là: thế bố có biết bất cứ điều gì về các tôn giáo ở đây không?
Ông Hùng trả lời là các quốc gia Đông Á bao gồm là ba cái tôn giáo chính. Thứ nhất là đạo Hồi, thứ hai là đạo Phật và ba là đạo Thiên Chúa. Thế còn về đạo Hồi là như thế nào vậy bố? Ông Hùng trả lời là đạo Hồi nó là một cái tôn giáo được đặt trên cơ sở niềm tin về một vị thần, một vị chúa, và với sự giảng dạy chỉ đạo của Muhammad đó các bạn. Ông này là người khải thị của lời Chúa đó, giống như là truyền giáo cho chúng sinh đó. Rồi, nó là một tôn giáo của người Hồi giáo, của những người Hồi, đạo Hồi, theo đạo Hồi đó. Thế thì bà Nga tới hỏi tiếp là vậy thì bố có thể nói cho con một vài điều hơn về cái đạo Hồi này được không? Thế thì ông Hùng trả lời là đó, đây là một câu hỏi rất là thú vị. Ở các quốc gia Đông Nam Á này thì có rất nhiều người Hồi giáo, nhiều hơn bất cứ ở đâu trên thế giới, ở các cái thực thể địa chính trị nào, ở chỗ nào khác cũng không thể bằng ở cái khu vực Đông Nam Á này về số lượng người theo Hồi giáo đó. Thế bà Nga hỏi thì thế bao nhiêu người vậy ba? Bao người theo Hồi giáo vậy? Ông Hùng trả lời là để cho bố cố gắng bố nhớ thử nha. Khoảng 1/4 tỷ người, 250 triệu người đó các bạn. Hầu hết là những người ở Indonesia và Malaysia. Thế thì và các cái tôn giáo khác thì sao bố? Những cái tôn giáo khác thì sao? Ông Hùng trả lời những cái tôn giáo chính khác là bao gồm ở rất nhiều các quốc gia, bao gồm rất nhiều các quốc gia ở trong khu vực này, gồm một lượng lớn là những người theo đạo Phật này, đạo Thiên Chúa giáo này ở Philippines vân vân. Thế thì bạn Nga hỏi thế thì những cái tôn giáo nào chính là ở Việt Nam, tôn giáo chính Việt Nam là gì? Ông Hùng trả lời đó là đạo Phật con ạ. Có rất nhiều người đi rất là nhiều chùa. Và bà Nga nói là vậy là bây giờ con nghĩ rằng là con đã có rất nhiều thông tin, có tất cả các thông tin mà con cần cho cái bài luận của con rồi. Cảm ơn ba rất là nhiều, cảm ơn bố rất là nhiều. Ông Hùng bảo là được rồi, thế thì nhớ là hoàn thành cái bài luận của con và đi ngủ nhá. Bố e rằng là ngày mai con sẽ dậy muộn đó. Đó, như vậy là tất cả thông tin và những cái ý hiểu trong cái đoạn này, trong cái bài nói này chúng ta đã hiểu rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào trả lời từng câu các bạn ạ. Câu số 1 này các bạn: khi nào bạn Nga sẽ phải nộp bài luận cho giáo viên của bạn ấy? Rất dễ đúng các bạn. Đây, trong bài là chúng ta đã vừa nghe xong rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời luôn. Cô ấy phải nộp này, đệ trình nộp này, nộp cái bài luận đó cho bài luận lúc này đọc qua là it các bạn nha, cho giáo viên của ấy vào buổi sáng ngày mai. Rất dễ đúng không nào? Chúng ta vừa nghe xong rồi, chúng ta vừa hướng dẫn xong. Câu thứ hai này: quốc gia nào là quốc gia nói tiếng Anh lớn nhất thế giới? Trong cái bài chúng ta vừa nghe đúng không nào, là Mỹ các bạn ạ. Đúng không nào? Trong bài nghe là ông bố nói là ở Đông Nam Á là đứng thứ ba chỉ sau Mỹ và Anh đó, cho nên Mỹ là nơi nói tiếng Anh nhiều nhất trên thế giới, là số lượng những người nói tiếng Anh nhiều nhất trên thế giới là vậy. Rồi câu số 3 này các bạn, là bao nhiêu người nói tiếng Anh ở khu vực Đông Nam Á này các bạn? Ông bố nói bao nhiêu đó các bạn? 50 triệu người đúng không nào? Đó, chủ yếu là ở Philippines đúng không nào? Đó, ông bố nói khoảng 50 triệu người này các bạn. Rồi, đó là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 4 này các bạn: ở quốc gia nào trong khu vực thì tiếng Anh hầu hết được nói các bạn? Hầu như hầu hết được nói. Chắc chắn rồi, trong bài đó là ông bố nói là ở Philippines đúng không các bạn? Đó, the Philippines. Đó, bạn nha. The Philippines. Đó. Rồi, đó là câu số 4. Câu cuối cùng này các bạn: bao nhiêu tôn giáo chính tồn tại ở các quốc gia Đông Nam Á các bạn? Và chúng là những tôn giáo nào? Ba tôn giáo chính đúng không? Đó, trong bài chúng ta nói rất rõ rồi. Đây, ba tôn giáo chính nè. Có ba. Đó, ba tôn giáo. Chúng là đạo Hồi, đạo Phật và đạo Công giáo, Thiên Chúa giáo đó các bạn, vân vân. Đó, như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết cái bài tập số 2 rất là nhanh, rất là hay, rất là gọn, bởi vì chúng ta đã có trên cơ sở bài tập số 1 chúng ta đã làm rồi, cho nên bài tập số 2 rất là nhanh thôi, mình sẽ đi nhanh, mình không để tốn thời gian của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, sau khi các bạn luyện nghe thì người ta đề nghị mình làm việc theo nhóm. Theo quan điểm của bạn thì bạn nghĩ bạn Nga sẽ phải làm cái gì các bạn? Phải nộp bài luận của bạn Nga đó là về vấn đề gì đó? Rất là dễ đúng các bạn. Đây, mình hướng dẫn các bạn bài luận của bạn Nga về vấn đề gì thì rất đơn giản, trong bài nghe nó rất rõ rồi. Tôi nghĩ rằng bài luận của bạn Nga, nhớ bài luận này sở hữu cách này nha, sở hữu cách của bạn Nga nè. Bài luận của bạn Nga sẽ đề cập về vấn đề văn hóa và tôn giáo ở các quốc gia Đông Nam Á. Đó, của khu vực Đông Nam Á châu Á cũng được. Đó, về văn hóa và tôn giáo nha, bởi vì trong cái bài nó rất rõ đúng không các bạn? Cái này trong bài này nè, bạn Nga nói với bố nè, đây, con đang hỏi thầy cái bài luận của con về văn hóa và tôn giáo của các quốc gia Đông Nam Á đó các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết xong
hai cái video này về cái phần bài tập luyện nghe của Unit 16. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi video này và hẹn các bạn video tiếp theo để là phần luyện viết các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.